máy đào bồn MDB75. Trước tiên chúng ta châm xăng vào bình xăng. Sau đó bạn nắp xăng lại. Châm nhớt động cơ. Có hai vị trí châm. Cái nắp màu cam. Châm nhớt động cơ cho khoảng giữa của que thăm nhớt. Sau đó bạn chặt lại. Chúng ta châm thêm nhớt bộ chuyển động ở vị trí này. Kiểm tra mực nhớt ở mắt nhớt. Mực nhớt ở khoảng 80% mắt nhớt. Sau đó chúng ta mở công tắc on. Kéo ga về vị trí thấp nhất. Đóng gió. Mở van xăng ở vị trí on. Sau đó dịch nổ. Đóng gió lại. Khi sử dụng ta kéo tay côn lên để cho trục sới quay. Kéo tay côn để cho bánh xe quay. Sau đó lên ga. Sau khi sử dụng, chúng ta kéo ga về vị trí thấp nhất. Sau đó tắt công tắc.